Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Dell Precision 5520 nha mọi người. Vỏ full nhôm. Và đây là cái dòng mà máy trạm rất là chất lượng của Dell ha. Giá thì lại hợp lý, rẻ vừa phải để mà mình mua học sinh viên, học hành rồi học những cái mà liên quan tới đồ họa rồi này kia đó mọi người. Cái này trong cái tầm chung giá thì cực kỳ tốt. Ngõ sạc lộn, cái ngõ này là ngõ USB nè, thẻ nhớ nè, bên này là sạc USB HDMI, ngõ Type C ha, rồi tai nghe full nhôm hết. Cái dòng máy trạm của Dell mọi người rất là chất lượng. Precision là cái dòng cao cấp của Dell á mọi người. Cái thiết kế của nó là được mệnh danh là những cái dòng mà máy trạm có cái thiết kế đẹp nhất của Dell luôn ha. Ở bên trong này á là vỏ phủ carbon đó mọi người. Đó, nhìn caro caro carbon rất là sang trọng. À, đặc biệt là mọi người nhìn cái màn hình của nó là full viền. Cái máy là cứng cáp chắc chắn và cái máy là cũng tương đối đẹp ha. Và màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Màn hình là rất là đẹp luôn. Không có chỗ lỗi lầm gì hết trơn mà mọi người nhìn cái mẫu full viền rất là sang trọng. Nhìn thôi là đã thấy là nó đẹp rồi mọi người. Nhìn những cái mẫu mới giờ nó full viền nhìn nó đẹp. Cái webcam thì người ta đưa xuống ở dưới này nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Tại vì là cái viền nó full như vậy rồi nên là người ta đặt cái webcam ở dưới này. Đeo lát phím rồi đàng hoàng ha. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế đúng khuôn của dòng này luôn, và dán vào thì là gõ kiểu quốc tế là ok nha mọi người. Êm mềm và đã lắm, đúng cái tiêu chuẩn Nhật xịn. Chất lượng, màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Đó, có sao là mình báo như vậy. Ở bên trong này á là 5520 nè, i7-6820HQ ha mọi người, chip HQ thì nó là 2.78 CPU mọi người. Chip HQ thì rất là khỏe. HQ nó hay nằm trong những dòng máy trạm á mà RAM 32GB ha, đã mình nghĩ là không cần phải nâng cấp nữa làm gì hết, RAM 32GB là cũng rất là ok rồi. Nhanh mượt rồi, song song hai card màn hình nè, cái này là onboard trong máy. Còn quan trọng là cái render này nè, cái render này là card M1200 là tới 4GB lận. Thì cái card đồ họa R4GB là bình thường mà sinh viên hay gì đó mình vô ra trường mình nhập học đồ gì mình cần học những cái máy mà hả vừa cần render rồi cần có đồ họa rồi này kia rồi mà giá vừa phải, không phải ai cũng nhiều tiền để mà mua cái máy đắt tiền. Giá vừa phải nè, vừa đẹp về cái ngoại hình, vừa đẹp về cái thiết kế, đẹp về cái cấu hình thì mình nghĩ là con này là ok. Máy kèm sạc ha, sạc zin. Cái chạy song song 1SSD là 512 cộng với HDD 500 nha mọi người. Như vậy là cũng cũng tương đối là nhiều để mà mình chứa dữ liệu rồi. Sau này mọi người muốn nâng cấp SSD hay HDD đều được hết. Tại vì những cái mẫu này nó đang chạy hai cái ổ 1SSD và 1HDD thì rất là thuận tiện cho mình luôn. À, trời ơi, màn hình full viền đẹp quá luôn mọi người. Độ sáng màn hình rất là cao. 1920x1080 nè mọi người, full HD. Máy đẹp, chất lượng. Quay kỹ cho mọi người xem. Rà phía trước này một chút xíu nữa ha. Đây, thì cái phần này là nhìn chung là cái vỏ nhôm là đẹp, nhưng mà khi mà nhìn nghiêng á thì nó có xước lông mèo rất là nhẹ đây mọi người, trên cái thân nhôm này rất là nhẹ luôn. Đâu rồi ta? Đây nè mọi người nè, đây ha. Đó, nhìn nghiêng này cái hướng xấu rồi đây đó, xước rất là nhẹ kiểu dạng như lông mèo vậy đó, nó tơ tơ á mọi người, nó khó thấy lắm. Mình quay mượn ánh sáng để quay cho mọi người thấy chỉ vậy thôi. Giá là 10 triệu rưỡi nha mọi người. Máy kèm sạc zin, ai pin nó tầm hơn 3 giờ ha. Ai mua thì inbox qua Zalo số điện thoại của mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. À, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy á, là mình có bao zin nguyên đó, bao test và có bao zin cho mọi người. Ai mà rành về máy thì mọi người có thể là tháo nắp ra để kiểm tra thử có zin hay không. Hầu hết là mình bán máy là đều có bao zin hết. Máy là như thế nào thì mình sẽ báo rõ ràng và chi tiết như vậy để cho mọi người tham khảo. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã ai chốt thì inbox mình nha.